Ai thấy tào lao chứ? Đấy. Đô thành tào lao. Rồi kết thúc câu chuyện là những cái anh em để sắp xếp cho Bảo thấy bọc đầu đuổi chim sâu đi bằng số tiền 500.000. Thì lúc đó thì chim sâu mới nổi bật lại. Thì những cái khán giả mà yêu thích chim sâu đó ngay nước mắt vì thấy chim sâu khùng khiệu ngọn nghẹo, cho nên quầy quậy đã rơi nước mắt, đã hỗ trợ chim sâu. Rồi thời gian sau thì đâu nghe tin được là có sự dàn xếp, bà con thấy không? Tôi nói cái gì ấy, cái gì thật sự là nó quay một thước phim trung thực ấy, thì cộng đồng mạng mình không bức xúc. Mà đại đa số nó quay nó có cái sự dàn xếp, có đạo diễn đằng sau để quay những thước phim mà gây cái sự bức xúc trong cái dư luận. Tôi nói thật sự ra bất kỳ cái trường hợp nào cũng vậy, đưa lên không gian mạng nó sẽ có hai cái luồng ý kiến thuận chiều và trái chiều. Trong câu chuyện của Út Gà và cái như là chim sâu đó, thì bà con nào theo dõi sự việc này chắc cũng đã biết rồi. Có người thì thích Út Gà, có người thì không thích Út Gà mà lại thích chim sâu. Thì cái nhóm này đó, cái nhóm YouTube này nó thật sự quý con nó bắt vào cái điểm yếu đó. Đó, bắt đầu nó chọt đầu này, nó ngoáy đầu kia. Và cái clip nó nổi lên được là từ đâu? Từ những cái bình luận trong tất cả các comment của quý vị, và từ những cái lượt like, từ những lượt chia sẻ. Khi mà cảm thấy bản thân tôi cũng vậy, tôi cảm thấy một cái điều gì đó mà tôi bức xúc, mà tôi kiểm chứng rằng cái đây là những cái thông tin có thật, là tôi sẽ chia sẻ. Chia sẻ và cái mà nhiều người như chia sẻ vậy thì cái clip đó được lan tỏa. Và khi mà khán giả xem á, là người ta có những cái bình luận thuận chiều và trái chiều, có like và có chia sẻ, tất cả là nó sẽ kính đề xuất của cái YouTube và nó lên, cứ thế nó lên. Và mạnh thì quân họ tiếp cận được cũng chính từ vấn đề đó. Khán giả càng nhiều, lượt view càng nhiều thì đồng nghĩa rằng mạnh thường quân lại càng nhiều. Đó. Nó tiếp cận được mạnh thường quân. Đó. Để tôi nghe cái ý kiến của anh này, anh nói gì quý vị. Alo anh. Alo. Em đang like về một cái sự việc khác. Dạ. Yeah. Like về chim sâu với là Lâm Tân. Anh vậy thôi. Anh điện em nói về câu chuyện con hắm lên nó binh kể như là bé Tường Lam đúng không? Đúng rồi. À đã xíu nữa em sẽ like về cái sự việc bé Tường Lam, rồi xíu nữa em sẽ gọi cho anh. Anh sẽ nêu cái quan điểm của mình. Tôi nghe nó bên con Tường Lam anh đang nói chuyện với nó đó, tôi bực quá tôi mới điện. Dạ rồi ok, khoảng là để em nói đây khoảng là 15 phút nữa em sẽ xuống đường like này. Em sẽ lên cái đường like của cái kênh chỗ bé Tường Lam đấy anh, với em sẽ phân tích chia sẻ cái câu chuyện này nó rõ hơn để bà con hiểu. Trời ơi, nó bữa nay nó đi bên con Tường Lam là nãy tôi nghe tôi sợ má, hôm nãy tôi không nói. Ok anh, tạm thời anh em mình dừng lại đây, đó lên cái đường like của cái kênh Tăng Lang Thang mình sẽ chia sẻ rõ hơn. Ok anh, dạ. Đó quý vị, chung kênh nó nhiều cái câu chuyện mà như là từ đến trầu rau xuống á. Tôi thì thật sự cũng tránh phải là cái dân mà rắn rối mà nhiều chuyện. Nhưng mà có những câu chuyện mình không nói là không được. Có những câu chuyện mình không nói là thật sự quý bà con là không thể chấp nhận được. Đó. Như câu chuyện Út Gà, Lâm Tứ, Út Lợn, Chim Sâu. Thì cái câu chuyện đó là một trong những câu chuyện mà cái đề tài nó buông thõa. Nhưng mà những con người này đó, vì sao đến thời điểm bây giờ mà tôi vẫn còn nói câu chuyện này? Đó, vì hiện bây giờ những con người này, riêng Út Lợn, thì không có cái dấu hiệu quay đầu. Đúng không ạ? Út Lợn vẫn là lên cứ nảy là trời ơi em là vô tội, em là vô tội, anh đời thường anh phải xin lỗi em. Yeah. Rồi cái như là tôi có lỗi gì mà xin lỗi chị bán. Yeah. Còn Út Gà thì nó thật sự vẫn là dẫn dưng, vẫn là tuyên bố một câu là rất hùng hồn, bảo rằng là không, anh không giận gì cái đồng tiền của chim sâu. Và tất cả chúng ta đều biết những đồng tiền của chim sâu đến thời điểm bây giờ
Thì bà con nên nhớ rằng chiêm sâu có rất nhiều cái nguồn thu nhập từ vé số, thu nhập bằng cái tiền bo của khách hàng, thu nhập bằng tiền của YouTube cho, thu nhập bằng đồng tiền của mạnh thường quân cho, đó, thu nhập bằng cái là cái bệnh tình của chiêm sâu mà hàng tháng chiêm sâu nhận từ địa phương, đúng không? Có ai mà nhiều nguồn thu nhập như chiêm sâu không quý vậy? Tôi nghĩ là chắc xã hội này cũng ít ít có ai mà cái nhiều nguồn thu nhập. Tuy nguồn thu nhập của nó là nó bấp bênh, nhưng mà cái nguồn thu nhập của chiêm sâu là cực kỳ nhiều nha, nhiều nguồn thu nhập. Trong đó có một nguồn thu nhập ổn định nhất, đó là hàng tháng là được địa phương hỗ trợ. Đó. Thế bây giờ mình hỏi ngược lại một cái vấn đề, những đồng tiền đó ai là người hưởng? Mà chiêm sâu là luôn luôn trong tình trạng là rỗng túi, tiền khô cháy túi. Đó. Đây là một trong những cái xin thưa quý vị, đây là một trong những cái thì chúng ta cũng phải đặt một cái dấu hỏi, chúng ta phải đặt một dấu hỏi. Những con người như út gà cứ lên cứ quăng quát cái miệng bảo rằng trời ơi tôi không có ăn gì của trên sau, con của tôi nó có trách nhiệm nó nuôi tôi. Xin thưa quý vị, con có trách nhiệm nuôi cha mẹ là cái chuyện bình thường. Đây là một trong những câu chuyện mà nó thể hiện một cái sự hiếu thuận của một người con với đấng sanh thành. Nhưng đồng tiền đó phải làm từ mồ hôi nước mắt của mình. Thì mình về mình nuôi cha nuôi mẹ, mình cung phụng cha mẹ lúc mà tuổi già sức yếu, thì đây là một trong những cái nó rất là tự hào. Để nó thể hiện cái chữ hiếu của mình. Để với là những đấng sanh thành. À, nhưng đằng này bà con thấy không? Thằng Long Tứ đi giật của chim sâu về nuôi cho út gà, nó nuôi kể như là thật sự con của nó, mà bà lên cộng đồng mạng bà vẫn chảnh cha chảnh chọe bảo rằng tiền của tôi đó, chim không ăn gì của chim sâu, cái lúc nào cũng vậy quý vị. Thì thâu bà lên mà ngày nào đó đó bà lên bà buồn buồn cái miệng đó, bà lên là bảo rằng bà có ăn của chim sâu đi là tôi mới hết nói. Chứ còn bà cứ khăng khăng rằng không ăn gì của trên sau đó là chắc anh câu chuyện là tôi nói hoài nói mãi thôi. Tôi nói khi nào đó mà bà không lên không gian mạng nữa, tôi nói khi nào mà những mạnh thường quân mà hiện bây giờ đang giúp đỡ cho bà, người ta phải dừng lại ngay tức khắc đó để cho bà hiểu cảnh. Sao biết không cho Liêm Nguyễn? Sao biết không cho? Đó. Tôi hỏi tất cả các bà con, như trong cái bình luận của Lê Nguyễn là cha nội giờ này ai còn cho con này tiền nữa, vé số thì bán được mấy tờ. Tôi nói thật sự quý bà con một cái clip phim mà dục lên không gian mạng nó cũng có nhiều nguồn lắm, đừng có nói giỡn giỡn chơi chơi. Trọng súng kia mà nó ăn mày trên không gian mạng là cái như là 4 năm trời vẫn có người cho tiền kia. Đừng có nói cái câu chuyện mà chim sâu Long Tứ út gà không có người cho tiền. Tôi hỏi rằng bây giờ cái nguồn thu nhập chính của họ là cái gì? Hả? Nguồn thu nhập của thằng Long là cái gì? Nguồn thu nhập của bà út gà là cái gì? Ngày nào cũng dắt cái mặt lên mạng. Đó. Chúng ta có thấy là cái nghề của họ làm hay không? Chúng ta có thấy thằng Lâm Tứ chạy xe ôm hay không? Và những ngày gần đây nhất chúng ta có nghe cái thông tin là năm gỡ vẫn gỡ tiền gì cho Lâm Tứ, đúng không? Có nghĩa là cái nguồn sống của họ bây giờ là phụ thuộc vào cái tình thương của Mạnh Thường Quân. Mà cái này mình nói ra không phải là cái sự ganh tị, mình nói ra không phải sự ganh tị, mà nói ra để cho một số Mạnh Thường Quân đó họ phải có cái điểm nhìn, họ có cái điểm nhìn trong câu chuyện mà họ cho rằng họ làm từ thiện tử tế, nhưng mà vô tình đó họ tiếp tay cho những cái gọi là cái thành phần siêng ăn nhát làm mà dính vào những cái tệ nạn xã hội như út gà. Út gà hiện bây giờ là dính thẳng vào cái vấn đề tệ nạn xã hội, đó là cái gì bà con biết đâu, bài bạc đề đốn đó. Sao bảo rằng là không ai cho tiền, không ai cho tiền chim sâu chứ vẫn cho tiền những con người kia, đúng không?
Tôi nói thật sự về cái tâm lý chung, ai mà nói thật sự đi mua chuyên sâu một tờ vé số đó mà người ta lấy một tờ người ta đưa 20 ngàn thì người ta cũng không muốn lấy lại tiền thừa. Cái đây là một tâm lý chung. Bản thân tôi cũng vậy, nếu như đó mà tôi gặp những người như chuyên sâu đó, thậm chí tôi lấy một tờ số tôi đưa họ 50 ngàn cũng bình thường. Vì sao? Những người như thế này đó quý vị, đó là rất được nhiều người mà họ cái như là họ thương. Thương đây thương cho cái hoàn cảnh chứ không phải thương cho cái tính nết. Nó thật sự tính nết trên sâu thì đảm bảo quý vị bây giờ chắc cũng không ai thương vô rồi, đúng không ạ? Nhưng người ta thương ở đây là thương cho cái hoàn cảnh một con người bất hạnh. Để cho nó cái tính nết trên sâu đảm bảo quý vị chắc thời điểm bây giờ không ai còn thương trên sâu, vì tính nết của nó quá trời quá đất, đúng không? Nhưng mà người ta thương là thương hoàn cảnh. Để. Vì biết nó đã như vậy rồi, bây giờ trách nó làm chi? Có thương hay có ghét nó thì với nó cũng là bình thường. Nhưng cái mà nó thật sự đó, nó đang cần là gì? Nó đang cần là những đồng tiền à. Có tiền có tình thì nó cũng đang cái gọi là cái như là cũng chí thú làm ăn để có những đồng tiền mới được yêu thương. Cái như anh Lâm Tứ anh yêu thương chứ. Cho nên một số bà con bảo rằng là không còn ai gửi tiền thì đây là một cái sai lầm đó. Trọng súng nó lên không gian mạng, nó ăn mày, nó ăn mày thì cũng được là 4 năm. Thằng mỏi đen, cái thằng cam đen hôi đó, cái thằng mà hôm nay cái kênh của nó mà bị YouTube là xóa khỏi cái nền tảng YouTube đó. Cái thằng này nó là chủ kênh nhưng nó vẫn ăn mày được là cái như là hơn 2 năm. Mặc dù câu chuyện của thằng mỏi đen này tôi cũng đã từng phanh phui, cũng từng có nhiều mạnh thường quân cũng đã là nạn nhân của nó, cũng đã lên lật mặt nó. Nhưng mà cái thằng này là cái bản chất bản chất anh mày là gọi là một trong những cái gọi là cái nghề và cái nghiệp đó. Đó nó anh mày biết bây giờ kênh của nó bị YouTube xóa khỏi nền tảng mạng, anh mày còn mất dạy, anh mày còn thể hiện ta đây đó. Vào hôm nay ngày 30 tháng 4 đúng lúc 19:45 kênh YouTube đời hiện tại thằng mỏi đen, thằng anh giật của mạnh thường quân 7.000 đô, anh giật của một chị bên Úc 37 triệu Việt Nam đồng, anh giật của Nga Daily là 2,5 triệu và những cái chai dầu gió, anh giật của là những hoàn cảnh mà thấp cổ bé hậu. Cái số tiền cũng cực kỳ lớn đó. Bà con tính đây là riêng 37 triệu của chị bên Úc, 7.000 đô của anh Jimmy, 2,5 triệu của chị Nga Daily và những cái vật dụng khác. Thì bà con tính con số tiền là gần cái mấy trăm triệu chứ. Đấy không? Nó lên nó dơ lên rồi cái gọi đi chữ thuê chữ mướn cho những cái thứ mà anh dịch như con hóng tạc. Đang bây giờ cái vụ con hóng tạc là cũng thông báo cho bà con ở cái kênh này để bà con theo dõi tại kênh đời thường ở tại kênh Công Tâm TV của tôi đó, cũng đang nói về cái câu chuyện con hóng tạc anh dịch 1.700 đô của mạnh thường quân. Hòa hiện bây giờ câu chuyện là một trong những câu chuyện pháp lý, người ta cũng đã đỡ đơn ra tòa, những bị hại của nó cũng đã đồng loạt ký đơn và hiện bây giờ cũng đã gửi về cái như là cái cơ quan là tại Thanh Hóa. Rồi những ngày sắp tới đây mạnh thường quân sẽ từ Mỹ sẽ bay về đó, rồi để ra để ký giấy ủy quyền để phó thác cho luật sư để người ta lấy lại cái công bằng, lấy lại cái sĩ diện của mạnh thường quân. Đây là một trong cái thì tôi luôn luôn tôi bảo vệ những cái sự thật, bảo vệ những lẽ phải, vì mình không thể chấp nhận được để cho nhiều mạnh thường quân họ có tâm, họ có tầm mà họ thấy cái gọi là cái nền tảng thiện nguyện trên cái YouTube là nó quá cái như là nhốn nháo. Tôi thì cái quan điểm tôi nó quá rõ ràng, tôi muốn là có những tiếng nói chung để bảo vệ cái nền tảng thiện nguyện một cách chân chính. Một cái nền thiện nguyện nó là một trong những cái gọi là truyền thống của dân tộc, thì không thể nào mà để cho những thành phần như là cái thằng nắm bánh bao, để cho con hông tạch, để cho con kể như là út lợn, để cho cái loại như Lâm Tứ út gà lên để dựa vào đó được cái mang, không thể chấp nhận được.
Và mình lên mình nói đây cũng vì mục đích là để lan tỏa, lan tỏa ra cho tất cả bà con, ai ai cũng biết cái sự thật nằm ở đâu, cái ẩn khúc trong câu chuyện này nó như thế nào đó, để chúng ta cùng nhau cảnh tỉnh, cùng nhau cảnh giác quý vị. Chứ thật sự tôi nói ra cũng chẳng có cái gì mà có lợi cho bản thân à, cao lắm thật sự, nói chuyện một điên đó. Chứ quý vị mà tôi live stream mà live ngang thế này nè, là ít ra cũng được ly cà phê à. Còn live đứng á thì xem như là nó chẳng có một cái giọt nước lã mà uống luôn à. Nhưng tôi vẫn nói trong câu chuyện của ông, vì sao? Để lan tỏa, để chúng ta phải là cùng chung tay, cùng chung tay để xây dựng một cái nền tảng mạng cho nó tốt, nó đẹp. Cũng đừng, mình cũng không có lợi dụng ai, nhưng cũng đừng để ai lợi dụng bà con mà cả những phương xa, cũng tội nghiệp. Đấy không? Cái quan điểm sống tôi nó thật sự nó cực kỳ đơn giản. Tôi không muốn lợi dụng ai thì cũng đừng ai mà để là lợi dụng tôi hay lợi dụng người khác. Quan điểm tôi không cho phép điều đó. Để. Mình sống là thật sự bây giờ tôi hỏi rằng như con hông tặc nó đang ăn dịch của người ta $1,700 nó lên nó chứ mạnh thường quân mặt cái như năm này tháng nọ năm kia. Đó rồi trong câu chuyện này cái con cái con út lợn đó. À, nó cướp con người ta để về làm cái gọi là công cụ câu tiền của mạnh thường quân vậy mà nó lên bây giờ nó vẫn chảnh cha chảnh trệ bảo rằng á nó không có lỗi, bảo rằng nó là một trong những người gọi là cái như là vô tội, một trong những người không có lỗi, thậm chí rằng với anh đời thường nó cũng chẳng có lỗi chứ nó phải buộc anh đời thường phải xin lỗi nó. Mà tôi nói thật sự quý bà con, tôi cũng chẳng cần phải là lỗi phải gì ở đây, vì cái sự thật mình đưa lên là không gian mạng ai cũng có một hướng nhìn hết trơn, ai cũng biết hết trơn, chứ không phải là người ta không có biết. Để. Tôi nói thật sự, nếu như tôi là một cái kênh YouTube mà vì tiền, nếu như tôi là một kênh YouTube vì tiền thì xin thưa quý vị, có hàng loạt mạnh thường quân cũng đã từng liên lạc với tôi với một nhã ý là gửi tiền. À, gọi là tiền cà phê, tiền nước, tiền đồ có, nhưng tôi từ chối, tôi không nhận. Vì tôi làm có tiền à, tôi có những công việc làm thu nhập rất ổn định à, YouTube đã chẳng qua là chân châu thôi. Cứ mỗi kênh tôi bây giờ là 4 kênh, cứ mỗi kênh tôi nói một đề tài, vì để cho khán giả đang theo dõi câu chuyện đó nó phải là dứt với nhau, chứ không thể mà hôm nay nói đề tài, ngày mai nói đề tài khác. Tôi có những cái mà lì đến mức là một kênh tôi nói riết một đề tài thôi, nói khi nào mà nhân vật ấy, nó sống không nổi gọi là nó tự nó khai tử nó thì thôi. Chứ không phải thật sự à, bây giờ nó bảo rằng trời ơi bây giờ cái kênh thằng này sao đi moi móc chuyện người ta, đây không phải moi móc cái gì mà đây là những câu chuyện có thật. Đây không phải là những câu chuyện moi móc mà những câu chuyện có thật. Đó quý vị. Đó. Bó tay. Bây giờ riêng con hám tạc tôi nói quý bà con đó, nó lôi kéo vô rất nhiều thành phần à, toàn là những thành phần mà bại tướng của tôi ngày xưa, những thành phần mà trong cái mùa dịch đó mà nó vô nó tấn công bếp cơm của ông Ba Trầu đó, là tôi lên tôi bảo vệ. Bây giờ con hám tạc là lôi kéo toàn là cái thứ bại tướng của tôi ngày xưa để mà vô gọi là bảo vệ cho nó liên quan $1,700. Nhưng tôi nói đây là một câu chuyện liên quan đến pháp đình rồi thì cứ để cho cơ quan chức năng người ta giải quyết về hướng pháp lý. Nhưng về mảng truyền thông đó, mình cũng lên cũng lan tỏa để cho mọi người cùng biết, cùng nhau mà tránh. Mình không đủ sức, không có đủ cái thẩm quyền để mà kết thúc nó trên cái nền tảng mạng, thì mình có quyền để lan tỏa những cái sự thật để nhằm nhau chúng ta cùng nhau cạnh tranh. Sống trên đời này mà thật sự à, cái tư tưởng để lợi dụng người khác đã có miếng ăn thì thật sự một trong những miếng ăn tồi, một trong những miếng ăn thật sự không thể nào chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được. Mình cũng như người ta, người ta cũng như mình. Chẳng qua người ta may mắn hơn là có một điều kiện làm việc tốt hơn à, có một cái môi trường nó ổn hơn, chứ chưa chết gì cái độ mà coi như là siêng năng người ta bằng mình. Khi nào mình tự gọi là mình tự cho mình một cái quyền là kết thúc cuộc đời của mình thì lúc đó thôi khỏi cần phải nói. Nhưng đã là một con người, cái mà nó hơn nhau đó, đó là cái ý chí. Hơn nhau là ý chí, chứ đâu phải là hơn nhau về mọi cái vấn đề khác. Bây giờ tôi hỏi quý bà con,
đã không có điều kiện kinh tế mà còn cái chay lầy nữa, còn lì lợm nữa, thì thật sự làm cho cái chuyện mà mong về một ngày sẽ ngất đầu lắm. Đúng không? Và cũng có rất nhiều quý vị đại gia đó mà thật sự trình độ của họ là không có là bao nhiêu, nhưng mà họ vượt khó vươn lên. Trong đó có là một trong những cái may mắn của họ có là cái sự kiên trì của họ có nè, cái sự thông minh của họ có nè, và trong đó có cái yếu tố mà đã họ thành công mà không thể nào thiếu được, đó là cái sự cái chân thành. Đấy. Những vị đại gia mà từ hai bàn tay trắng mà họ có cơ đồ đó là họ có một đức tính là chân thành. À, một cái sự chân thành của họ mà bất kỳ một con người nào gặp họ không bao giờ sự từ chối được cái gì cả. Đấy. Họ chân thành cái đó, mà cái niềm tin của họ, uy tín của họ đó là gọi là bất khả xâm phạm. Uy tín của họ là trường tồn mãi mãi như thế. Đấy. Rất nhiều vị đại gia mà bây giờ cái trình độ của họ thật sự còn lớp 2, lớp 3 thôi, nhưng cái mà họ hơn chúng ta đó là cái sự quyết tâm chân thành trong cái lối sống. Mà để bây giờ họ xây dựng cái đồng tiền của họ từ mồ hôi nước mắt, từ trí tuệ của họ, mà để cho những kẻ như bây giờ út gà út lợn mà nó lợi dụng của đó, nó kiếm miếng ăn là thua rồi đấy, thì thật sự công sức của họ là vứt, gọi là cái gọi là vứt ra cho gà rừng thôi. Mình phải gọi là không cứu được họ thì phải nên lan tỏa cho họ thấy, họ nhìn nhận ra để họ cảnh tỉnh, để họ trốn, họ tránh đi. Tôi nói cái miệng của tôi đây, thật sự từ lúc tôi lên tôi nói bây giờ bà con thấy không? Riêng kênh Út Lợn là không còn mà hai từ thiện nguyện, đúng không? Thiện nguyện bây giờ, thiện nguyện đi lừa chúng sanh, lừa cộng đồng, lừa cả xã hội. Thiện nguyện gì? Lên còn nói dớ giọng ra bảo rằng em chồng em con em đi làm từ Sài Gòn gửi tiền cho em làm từ thiện, anh không tin hỏi bà Út từ thiện là ai. Trời đất thánh thần thiên địa, tôi hành mấy ông bạn tôi, ông đi mà lên bờ xuống ruộng, cuối cùng cái ai biết bà Út từ thiện đó. Bà Út mà bán chua chiên, bà Út mà bán cái gọi là cái bột Trung Quốc thì người ta biết, Út từ thiện không ai biết. Tào lao chưa. Thôi thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng cho tôi xin một like nha quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những câu chuyện mới nhất từ kênh Đời Thường TV. Và tiếp theo tôi sẽ chuyển sang cái kênh gọi là Tăng Lang Thang để nói về câu chuyện của là bé Tường Lam liên quan đến là con hông tạc. Ngày hôm nay nó lên nó báo về bé Tường Lam để nó xúc phạm, nó nhục mạ những cái vị là tiền bối mà ngày xưa đã vô kênh nó để ủng hộ nó. Cho mời bà con sang kênh đó để mà cùng tôi với nhiều cái vị khán giả để chia sẻ bà con ha. Và xin tạm biệt tất cả quý vị. Kính chúc tất cả các bà con trong nước có một giấc ngủ yên bình. Những bà con nước ngoài thì có một ngày làm việc vui vẻ. Và chúng ta vẫn còn một ngày lễ nữa là ngày quốc tế lao động. Chúc tất cả quý vị có một ngày nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và an toàn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin kính chào và tạm biệt tất cả các bà con nhé.